Tiện đây nói, những gì quý vị đang làm là quan niệm sai lầm. Chỉ là nhân tiện, cô ấy làm tôi nhớ lại một chuyện. Trước đây tôi có hỏi nhiều người, có lẽ quý vị không có mặt ở đây, rằng khi ăn thì họ làm gì? Họ chỉ cầm bát lên như thế này, và rồi. Tôi hỏi họ, thế nghĩa là sao? Họ nói, thưa sư phụ, chúng con cầu sư phụ gia trì trước khi ăn ạ. Tôi tưởng quý vị cúng dường gì đó cho tôi, ít nhất là từ tấm lòng. Tôi không ăn nói những cái gì cũng về quý vị. Con. Và tôi hỏi họ, sau tuần đó tôi lại ra gặp họ. Họ trả lời, dạ bởi vì sư phụ muốn gặp chúng con. Rồi người khác thì nói, sư phụ muốn gia trì chúng con. Và người khác nói, vì sư phụ nghĩ ở đây chúng con bị lạnh, nên tới để an ủi chúng con. Cái gì cũng chúng con. Quý vị phải nghĩ ngược lại. Đó là lý do tôi dạy phải cúng dường chư Phật trước khi ăn, chứ không phải lúc nào cũng thỉnh cầu gì đó. Nhưng đây là truyền thống, luôn luôn cầu, ồ, xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày, xin cha gia trì thức ăn cho chúng con. Trời ơi, Thượng Đế đáng thương, bị lạm dụng, bị tận dụng. Hãy nghĩ ngược lại, hãy cúng dường gì đó, hãy biết ơn. Bản thân tôi không cúng dường gì cả, hầu như là không. Tôi chỉ cảm tạ Ngài, ít ra cảm ơn Ngài. Tôi nói, tất cả thức ăn đều thuộc về Ngài. Dù sao mọi thứ đều thuộc về Ngài, làm sao tôi có thể cúng dường Ngài gì đây? Nhưng xin tạ ơn Ngài. Và cho dù là tôi không cúng dường, Ngài biết là tôi biết ơn rất là nhiều trong lòng cho tất cả những gì mà tôi có trong kiếp này. Nhưng đối với người thường, ít nhất quý vị nên biết ơn. Cúng dường Đức Phật, Đức Phật sẽ không ăn đâu. Chỉ là ít ra bày tỏ cái lòng hiếu thảo, lòng biết ơn. Chứ không phải lúc nào cũng gia trì chúng con, gia trì thức ăn, gia trì nhà con, gia trì cái này, gia trì mọi thứ đều là cho chúng con. Đó là quan niệm sai lầm. Dĩ nhiên, sư phụ dễ gia trì thức ăn cho quý vị, nhưng tại sao quý vị không nói gì đó? Cảm ơn sư phụ. Hoặc mong sư phụ cũng có món ăn ngon và thưởng thức hoặc gì đó, lúc nào cũng gia trì ban cho con. Như vậy là sai, hiểu không? Dạ sư phụ, như vậy là sai. Cha mẹ cho quý vị mọi thứ cho đến khi quý vị khôn lớn, điều này đúng. Nhưng đôi khi, thỉnh thoảng quý vị cần phải tặng cho họ gì đó, cho dù họ không yêu cầu, quý vị cũng đưa họ đến tiệm ăn nấu cho họ món gì đó. Không phải cha mẹ suốt đời cứ luôn cho mình, rồi khi mình đã trưởng thành, mình vẫn muốn lấy thứ gì đó. Đó là quan niệm sai lầm. Chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta phải tốt hơn, thay vì cứ lấy. Nhỡ khi quý vị không biết, có lẽ một số quý vị biết rồi.